Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây ở ngay cái trung tâm mà Auto Verwertung, tức là cái nơi mà có những cái xe ô tô cũ họ có thể đem đây bán hoặc thu mua những xe mà lỗi thời để họ tháo ra những phụ tùng phụ kiện để có thể bán tiếp cho những cái người mà mua xe mà không còn phụ tùng sản xuất nữa. Đây là trường hợp tương tự giống như VinFast bây giờ, khi họ đã tuyên bố ngừng sản xuất xe VinFast, Fadi cũng như là xe Lux để sản xuất xe điện, thì tất cả những cái xe mà khách hàng đã nhỡ mua rồi họ sẽ không tiếp tục sản xuất nâng cấp. Và hiện nay thì tại Việt Nam cũng có một số thông tin cho rằng là các nhà sửa chữa xe họ cũng thu mua những cái xe như vậy để họ có thể tháo ra lấy phụ tùng để chuẩn bị và cung cấp bán cho những cái người đã chót mua trong thời gian vừa qua, vì tin rằng VinFast, tưởng rằng VinFast sẽ sản xuất xe chạy xăng, chạy động cơ đốt trong và phát triển nó, nhưng cuối cùng họ đã mất nhiều trăm triệu, hàng tỷ đồng để mua những chiếc xe mà lỗi thời và bị đình chỉ sản xuất và không còn phù hợp. Và gần đây thì tôi cũng đã bị rất nhiều những cái người Việt Nam, những cái ủng hộ viên của VinFast gọi điện sang Đức để đe dọa tính mạng và làm rất nhiều những cái việc khác. Và vậy họ gọi điện sang Đức để đe dọa nhà báo thì ủng hộ viên của VinFast sẽ phạm vào tội gì? Đây là câu hỏi được đặt ra, vì đó chính là một tội hình sự ở Đức, người ta vẫn điều tra và truy tố đến cùng. Đây là những cuộc điện thoại liên tục được gọi sang từ Việt Nam, từ Hà Nội, từ Sài Gòn, từ miền Trung, nhưng đặc biệt là miền Bắc thì rất nhiều, để đe dọa sau khi mà chúng tôi đăng tin VinFast giới thiệu xe tại Đức vào hôm 24 tháng 4 vừa qua tại Berlin. Và sau đó, cái buổi giới thiệu đó thì một số bản tin video của chúng tôi thì vô cùng nhiều những cái người bình luận. Nhưng mà cái điều rất mới hiện nay là trực tiếp các ủng hộ viên của VinFast đã gọi điện sang. Họ nói những cái từ ngữ rất thô tục và họ đe dọa giết hại tính mạng của các nhà báo và của biên tập viên của Thời báo.de khi mà đăng những tin về VinFast. Thế thì câu hỏi đặt ra là những cái người mà được VinFast quảng cáo xe, họ có còn dám mua xe của VinFast hay không, khi mà họ thấy rằng những cái thông tin với những cái bằng chứng rất rõ ràng mà chúng tôi đưa ra để cho bạn đọc trên tại Việt Nam và trên thế giới cùng biết. Đó là những cái bình luận, đấy là những cái đe dọa. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ xin chia sẻ cái đe dọa mà một trong những cái người được gọi từ Việt Nam sang thẳng trực tiếp số máy điện thoại của văn phòng Thời báo.de tại Berlin để đe dọa chúng tôi. Alo, ai đấy ạ? Mày có phải là thằng phản động không? Ai đấy à? Có phải mày có phải là thằng qua phản động không? Hello, ai đấy à? Bố ơi con. Ai đây? Bố. Vesta. Hello. Hello. Dạ, yeah, hello, ai đấy à? Anh đang ở Berlin hay anh đang ở Việt Nam? Ai đấy à? Và còn rất nhiều những cái lời đe dọa khác nữa. Vậy những cái người vừa qua, đấy là những cái kiều bào ở đây, Việt kiều ở đây, một số người sống ở chợ Đồng Xuân Berlin, một số người ở các tỉnh xa đi đến 400-500 km để về Berlin dự cái buổi lễ ra mắt quảng cáo và giới thiệu xe VinFast, thì liệu họ có còn dám bỏ tiền ra để tạm ứng, để ký kết hợp đồng mua xe ô tô VinFast hay không, khi họ thấy rằng ngay cả tại Đức, tại châu Âu, khi mà tự do báo chí luôn luôn được bảo vệ một cách hết sức là cẩn thận, thì ngược lại những cái ủng hộ viên của VinFast họ đã làm những cái điều mà rất tệ hại, đó là đe dọa tính mạng của những người mà dám bàn luận, dám chia sẻ những cái thông tin mà về xe VinFast. Mà ở Đức thì tự do báo chí, tự do biểu đạt là một cái điều hết sức bình thường và bất cứ ai cũng có quyền bày tỏ, mà người khác không thể đem đến để đe dọa tính mạng hoặc là đánh cái người mà người ta nói cái điều mà không phù hợp với cái mong muốn của mình được. Thì cái đấy chỉ có là một số cái nơi thể chế độc tài, ví dụ như ở Cuba, ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên, ở Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam, khi mà những cái phóng viên tự do, blogger tự do, họ viết những cái điều gì đó mà
nhà cầm quyền Việt Nam không ưng thì thường họ sẽ bị quy tội về những cái điều luật rất mơ hồ, bị xét xử một cách rất là nhanh chóng với những án bỏ túi và bị kết án từ 5 đến 10 năm, thậm chí đến 15 năm bị nhốt vào tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách hết sức hòa bình và hợp pháp. Đó là việc họ chia sẻ cái ý nghĩ của họ lên trên trang Facebook, hoặc họ viết những bài báo họ đăng ở những cái tờ báo khác nhau thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng bắt bỏ tù. Thì đây cũng là một cái cách mà công ty VinFast với cái lực lượng đằng sau hùng hậu là ủng hộ viên của VinFast từ Bắc đến Nam, đặc biệt là miền Trung và miền Bắc thì rất nhiều, thì để có thể đe dọa những cái người nào mà nói cái điều mà không hay cho công ty VinFast. Tất nhiên trong quá trình sản xuất thì luôn xảy ra những lỗi, những cái điều mà các xe ô tô này của VinFast sản xuất ra phải nâng cấp. Ví dụ như khi mới sản xuất ra thì những chiếc xe pha đi tương tự như thế này nó bị chảy dầu ngay chẳng hạn. Khi mới mua, mới tinh về đậu ở tầng hầm thì bị chảy dầu linh láng. Thì có những người mua đó họ cũng đã chụp ảnh, quay phim, họ đưa lên trên mạng xã hội, họ bày tỏ cái khó chịu của họ. Nhưng một thời gian rất ngắn sau đó thì những cái clip đó, hình ảnh đó của chính những người như vậy đã bị xóa đi và không còn thấy người đó lên tiếng gì nữa. Thì phải chăng họ cũng đã bị những ủng hộ viên của VinFast đe dọa, hoặc là có thể có những cái cách nào đó họ đi ngầm với nhau để không được phát biểu những cái thông tin, đưa ra những cái thông tin bất lợi, đó là những cái lỗi của công ty VinFast khi sản xuất xe ô tô. Mới sản xuất thì bao giờ cũng bị như vậy, rồi những cái hình ảnh mà cũng đã chia sẻ, đó là những hình ốc vít bị rỉ, rồi tất cả những cái khác, bởi vì thực ra những cái phụ tùng của VinFast lắp khi thời đầu điên thì rất là nhiều những cái phụ tùng mà bị tồn kho của cái xe Opel Corsa. Tức là của hãng GM, bởi vì VinFast mua cái dây chuyền cũ đó về sản xuất thì họ phải lắp tiếp vào những cái xe VinFast thì họ bán, cho nên là thấy rất nhiều những cái ốc vít bị rỉ ra. Thì quả thật là khi đó chúng tôi đã cảnh báo, nhưng cuối cùng cũng rất nhiều người vẫn cứ tin theo cái gọi là cái lòng yêu nước giả tạo, hoặc là bị lừa dối, và họ tiếp tục mua những cái xe, những cái phương tiện mà không xứng đáng với cả đồng tiền họ bỏ ra. Và quả thật sau đó thì 2 năm sau thì VinFast tuyên bố đóng cửa, không sản xuất xe động cơ đốt trong nữa. Thế là tài sản tiết kiệm của họ để mua được cái xe, thậm chí trả dần nhà băng, cũng đã bị tiêu tán và bằng vào một cái sản phẩm mà rất lỗi thời. Đó là cái việc mà gọi điện thoại. Bên cạnh đó thì suốt thời gian vừa qua khi chúng tôi đăng những bản tin như vậy thì rất nhiều ủng hộ viên của công ty VinFast bình luận, tiếp tục bình luận vào trang Facebook của Thời báo.de, YouTube của Thời báo.de để liên tục dọa ám sát, dọa đến cắt cổ và đánh gãy răng. Và cái điều này là vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng. Thì quả thật đây là một công ty dường như với những cái phản ứng như thế của các ủng hộ viên của VinFast, hay là đây là cái cách mà công ty VinFast vẫn làm đối với khách hàng của mình từ trước đến nay, cũng có thể như thế. Bởi vì nhiều người đánh giá là họ có gặp những cái trường hợp trắc trở và rất khó khăn và nguy hiểm khi mua những cái chiếc xe của công ty VinFast, bởi vì bị ủng hộ viên vào chửi rủa và đe dọa rất ghê gớm nếu họ phản ứng một cái việc gì đó không vừa lòng với công ty VinFast về cái xe họ mua, hoặc là họ chuẩn bị đặt mua, hoặc họ đặt mua nhưng họ không muốn nữa, cũng đều bị như vậy. Thế mới thấy rằng là cái việc mà mua xe của công ty VinFast nó nguy hiểm đến như thế nào. Và cũng có thể chính vì vậy mà, bởi vì xe động cơ đốt trong công nghệ cũ Euro 4 bị cấm bán và sản xuất ở Đức và châu Âu từ lâu rồi, tức là những xe mới, còn xe cũ lưu hành thì vẫn lưu hành, nhưng mà xe mới được sản xuất ra và bán là không được phép nữa rồi, từ lâu rồi, nhiều năm nay rồi. Thì ôm cái dây chuyền đó theo giá lồng nát như thế này để về để sản xuất thôi, thì người Việt Nam thì không biết thì cứ mua vào, thế thì tất nhiên là sẽ gặp hậu họa. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái thông tin khác, đó là cũng khá mới, đó là bản thân tại Đức cũng có một số người Việt Nam từ thành phố cảng Hamburg, từ thành phố, những cái thành phố khác ở phía Đức, đông nước Đức và phía tây của nước Đức, họ cũng bình luận vào đe dọa là lên phải đánh đập nhà báo Lê Trung Khoa. Và thậm chí là có những người họ hô hào trên mạng, ở trên trang Facebook của chúng tôi bằng những bình luận, và sau đó có những người cũng ở Đức lại cũng hưởng ứng. Thế thì chúng ta cùng lên. Thế thì tôi không biết rằng là bao giờ họ sẽ lên, và họ sẽ lên bao nhiêu người. Đấy là cái điều mà rất nguy hiểm, và lên được vào lúc nào, sáng, trưa, tối, cái đó là phải cẩn thận. Bởi vì có những người mà cái tiểu sử của họ thì cũng cái quá khứ của họ cũng khá là nguy hiểm. Đó là những cái cựu
chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam chẳng hạn, họ cũng quen bắn giết ở chiến trường rồi. Cái thời năm trước năm 1975, thậm chí sau năm 1975 là đánh nhau ở bên Campuchia, sau đó đánh nhau với Trung Quốc, thì dường như những người này rất hung hăng, ghê gớm, và họ cứ ai nói cái gì cháy họ là họ thể hiện ngay cái cơ bắp của họ ngay, họ đe dọa ngay. Và tôi cũng quan sát những cái Facebook của những cái người như thế thì quả thật là họ hay trưng ra những cái biểu tượng hay biểu trưng, hoặc là chụp ảnh với những cái thứ ví dụ như là những cái chiếc mũ cối màu xanh của bộ đội Việt Nam ấy, hoặc công an Việt Nam ấy. Đấy, thì có cái sao gắn ở trên, thì họ hay chụp ảnh cùng với cái những cái đó, đứng trước gương, hoặc là đi với họ bảo là đi đến thăm đồng đội. Có những người thăm đồng đội ở Quảng Trị chẳng hạn thì cũng chụp ảnh đưa lên là chiến trường Quảng Trị vào năm 1972, rồi là những cái thời gian đó là đánh nhau dữ dội, và họ chụp với cái những đồng đội của họ ở trong một cái nghĩa trang liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam, và sau đấy sang đây thì họ xuất ngũ và xuất khẩu lao động, tức là đi lao động thuê, làm thuê với giá nhân công rẻ mạt ở bên Cộng hòa Dân chủ Đức. Và bây giờ thì nước Đức Thống Nhất thì họ được ở lại và họ mở nhà hàng, tiệm ăn, hoặc làm neo, hoặc làm những cái việc khác. Thế nhưng mà trong đầu óc của họ thì họ vẫn giữ nguyên cái hiện trạng cũ, cái tư tưởng cũ, đó là lòng hận thù, đó là cái sự đe dọa, rồi dùng cái sức mạnh bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Ngay cả nước Đức này, khi mà một nhà nước pháp quyền, họ bảo vệ quyền con người rất cao, thì anh có thể tự do ngôn luận, thoải mái, không sao cả. Nhưng mà nếu anh sỉ nhục người khác, nếu anh đe dọa lên đánh người khác, nếu anh mong kêu gọi những cái người khác cùng lên đây để tấn công, để giết chết nhà báo Lê Trung Khoa, thì đấy là phạm tội hình sự hết sức rõ ràng. Tất nhiên, cái việc những cái thông tin đó, những hình ảnh đó thì chúng tôi cũng đã tập hợp lại và gửi cho cảnh sát điều tra của Đức để họ điều tra. Và theo như chúng tôi biết thì bắt đầu là họ đã điều tra rồi. Thì chắc chắn là những cái người như vậy thì thời gian tới đây sẽ gặp phải những rắc rối khá lớn. Và những cái người mà cùng hưởng ứng cái lời kêu gọi của họ để lên Berlin để đánh chết nhà báo Lê Trung Khoa chỉ vì ông ta đăng những cái tin về xe VinFast như thế này, cái bình luận một cách hết sức bình thường như thế này, thì đấy là cái việc phạm tội hình sự rất nguy hiểm mà cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu cần phải để ý, quan tâm, và có thể có những cái tiếng nói nhất định đối với họ để họ tránh cái việc là họ đã sang đến Đức rồi thì họ vẫn chưa hội nhập mà vẫn vi phạm cái luật hình sự ở Đức, đó là đe dọa giết người ở ngay trên nước Đức này. Và có một điều cũng khá là đặc biệt, đó là việc mà khi tôi bị đe dọa như vậy thì tôi có chia sẻ những cái thông tin như vậy đối với cả một số cái người ở trong chợ Đồng Xuân, ở trong khu chợ 17, tức là cái khu chợ ở gần đây có hai khu chợ, thì những người đó là họ cũng quen, khá quen, bình thường thì họ nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà khi chia sẻ những cái điều đó thì họ bảo họ cũng có xem những cái video đó rồi, họ im lặng, họ không nói gì, thậm chí là có những người lảng tránh đi, và tức là kệ, để cho những cái người khác bị đe dọa, bị giết hại, bị đánh, nhưng mà họ cứ lờ đi và họ tiếp tục làm những cái vấn đề là dịch vụ của họ rồi để kiếm tiền thôi. Đấy, thì đấy cũng là một cái câu hỏi, cũng là một cái điều đặt ra đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu, đó là khi mà những cái người Việt Nam khác, khi họ sống rất hợp pháp, họ làm việc bình thường và truyền thông là một hoạt động bình thường thôi, như một ngành khác, nhưng họ gặp nguy hiểm về tính mạng, thì những cái tiếng nói ở trong những khu chợ của người Việt Nam đó gần như là không có, họ gần như im lặng, họ lảng tránh. Và buổi tối hôm đó thì lại thấy họ đến xuất hiện rất vui vẻ, liên hoan trong một cái ra mắt, tức là liên hoan 6 năm thành lập một cái tờ báo của cộng đồng, rồi bắt tay, rồi chụp ảnh chung với ông đại sứ Việt Nam tại Đức cũng như cán bộ sứ quán Việt Nam tại Đức thì rất vui vẻ, rồi lên cầm microphone hát rất hoành tráng, rất hưởng ứng cùng với một số cái người hộ kinh doanh trong đó. Nhưng mà khi đồng hương của họ, khi mà cái người những cái đối tác của họ mà gặp cái nguy hiểm về tính mạng thì họ lại làm lơ đi, họ bỏ qua, họ không nói gì, họ im lặng. Thì đấy cũng có thể là một cái tính cách mà người Việt Nam vẫn đang có như vậy, và không biết nó có tốt hay không thì có thể là cộng đồng tự đánh giá và bình luận thêm vào trong bản tin của video này, họ là những con người như thế nào. Ngoài ra thì tôi cũng trao đổi cái việc này với cả một số cái phóng viên báo chí của Đức trong cái buổi mà tôi đi dự trao giải giải thưởng báo chí tại Đức
ở Berlin, thì họ rất ngạc nhiên, họ xem, tôi mở cho họ xem những cái bình luận, những cái và dịch, tất nhiên dịch bằng tiếng Đức ra cho họ, nào là cắt cổ, nào là giết chết nhà báo Lê Trung Khoa, nào là đưa thuê mật vụ Việt Nam sang để bắt cóc rồi bắn chết, hoặc là ngay cả những cái việc mà gần đây nhất xảy ra đang rất nóng trên toàn cầu, đó là cuộc chiến xâm lược của Nga và Ukraine, thì họ nói rằng là đấy, có những người bình luận là thuê cả mafia của Nga hoặc là lính Nga, lính bắn tỉa Nga sang bên Berlin để bắn chết nhà báo Lê Trung Khoa, bởi vì ông ta đã dám là bình luận không tốt về xe VinFast. Thì đấy là quan điểm của họ là không tốt, thì đấy là tự do thôi, nhưng mà cái việc mà họ nói rằng họ thuê lính bắn tỉa, thuê người sang giết, rồi thuê mafia giết các kiểu, thì những cái nhà báo Đức đó thì họ rất ngạc nhiên, bởi vì như vậy là quá nhiều, mà không phải một vài cái bình luận, mà nó có hàng trăm, vài trăm cái bình luận như vậy liên tục trong những cái bản tin, chỉ xuất hiện trong những bản tin khi tôi đưa tin về công ty VinFast, về ông Phạm Nhật Vượng. Thế thì phải chạo nói rằng cái công ty này là rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì sao? Nó là một cái công ty dường như là phía sau nó là cái hệ thống mafia rất lớn. Nó lại kết hợp với cả Đảng Cộng sản, tức là cái thể chế độc tài nữa. Thêm nó thành ra một thứ quái thai, một thứ dị dạng, một thứ quỷ quái rất nguy hiểm. Nó không đỏ mà nó không đen hẳn, mà nó vừa đỏ vừa đen. Thế thì đấy là cái điều mà cần phải đề phòng trong thời gian tới để tránh cái trường hợp là bị thuê mướn hoặc là hô hào người đến Berlin để ám sát tôi hoặc là các phóng viên và cộng tác viên của tôi. Thì các tờ báo Đức, nhà báo Đức họ cũng nói rằng thế thì họ sẽ vào trung tâm thương mại Đồng Xuân, vào khu 17, tức là khu chợ 17 ở đây ở Berlin và một số cái nơi khác để họ phỏng vấn, để họ tìm hiểu, để họ viết bài tường thuật ở trên truyền hình của Đức, của châu Âu, rồi trên các báo của Đức, của châu Âu, để xem biết xem là cái phóng viên Đức nhưng là người Việt là hoạt động báo chí ở Đức nó nguy hiểm như thế nào. Nó rất nguy hiểm. Và đối với họ, họ không thể tưởng tượng được nó lại xảy ra như vậy. Và ngay cả Đức, ở Đức thì cũng có rất nhiều những cái ủng hộ viên của VinFast sẵn sàng lao lên Berlin để bắn giết, rồi là hô hào những người khác cùng làm theo. Thì đấy là cái điều họ nói rằng là phạm tội hình sự rất rõ ràng. Và cái hồ sơ, toàn bộ những cái cuộc gọi điện thoại, rồi những cái đe dọa đó, thì cũng như là những cái bình luận của người Việt Nam khắp nơi, đặc biệt là ở Đức, châu Âu, thì chúng tôi cũng đã tập hợp đầy đủ để gửi cho cảnh sát Đức để họ tiếp tục điều tra, và khi có kết quả mới và đối với những cái người như thế này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật và gửi đến các bạn những thông tin mới nhất, và chúng tôi vẫn cũng sẽ tiếp tục bình luận và chia sẻ với các bạn về những cái thông tin đối với xe VinFast, đặc biệt là loại xe VinFast mà muốn sản xuất xe điện, thì chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu và phỏng vấn các chuyên gia ở đây để phục vụ các bạn những cái thông tin trung thực. Các bạn vừa xem bản tin gọi điện sang Đức đe dọa nhà báo, ủng hộ viên VinFast phạm tội gì. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de mà đang xem ở đây để ủng hộ chúng tôi cũng như là được cập nhật những thông tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Trung Khoa, Thời báo.de.